Ông chủ, làm thế nào để người trẻ kiếm được tiền? Người trẻ làm thế nào có thể kiếm tiền? Nói thật nhé, đây thực sự là một câu hỏi rất hay. Tôi cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Khi tôi mới tốt nghiệp đại học, tôi cũng từng nghĩ, người trẻ làm thế nào kiếm tiền đây? Nói thật, tôi từng đặt ra cho mình một mục tiêu. Tôi đã nói rằng, trong 5 năm, tôi sẽ kiếm được 10 triệu. Nhưng tôi nhận ra rằng, mình không thể thực hiện điều đó. Tôi không biết làm thế nào để thực hiện. Không có nhiều con đường khác nhau, nhưng tôi có thể trả lời bạn câu hỏi này. Người trẻ làm thế nào kiếm tiền? Tôi nghĩ có một nguyên tắc bạn nhất định phải ghi nhớ, đó là phương pháp tiếp cận không ngừng. Cái bạn muốn trở thành là ai, hãy cố gắng tiếp cận điều đó. Ví dụ, bây giờ tôi muốn trong một năm có thể kiếm được vài tỷ đồng. Nếu xung quanh tôi không có ai như vậy, tôi nghĩ rằng chắc chắn không thể thành công. Nhưng tôi tin rằng trên thế giới này có người đã làm được điều đó. Thì làm sao bây giờ? Hãy đến gần họ. Làm thế nào để đến gần? Đầu tiên, bạn phải hiểu ai là người có thể kiếm được tiền. Ví dụ, công ty của chúng ta đang phát triển. Bây giờ, tôi cần một tòa nhà. Tôi phải biết ai có thể cho tôi tiền. Nếu tôi không tìm thấy người như vậy, thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Đầu tiên, phải xác định rõ ai đã đạt được thành công. Kết quả không biết nói dối. Sau đó, hãy đến gần họ. Hãy học hỏi từ họ. Họ làm gì, bạn cũng làm như vậy. Tôi cũng vậy. Tôi phải liên tục nâng cao bản thân. Tôi cần tìm kiếm những người có trình độ cao hơn mình. Đúng vậy, tôi cần tiếp xúc với họ. Tôi cần nói chuyện với họ. Tôi cần học hỏi từ họ. Xem họ làm việc như thế nào. Tất cả mọi người đều có hai vai và một cái đầu. Tôi tin rằng những gì họ có thể làm, tôi cũng có thể làm được. Chỉ là tài nguyên, thời đại, cơ hội, đó chỉ là kết quả tổng hợp mà thôi. Trước tiên, bạn phải hiểu những người này đã làm như thế nào. Sau đó, hãy học hỏi từ họ, ghi lại phương pháp của họ. Bạn cũng có thể làm được. Tôi đã từng bước như vậy để đi lên.